Chúng ta sinh ra từ đất mẹ, trưởng thành nhờ đất mẹ và vinh danh trên đất mẹ. 35 năm một hành trình cùng đất mẹ. Quả bóng Terra với cấu trúc hoàn toàn mới. Bền bỉ hơn nữa, tốc độ hơn nữa, nhiều bàn thắng hơn nữa, vinh quang hơn nữa. Quả bóng động lực UVI 2.07 Terra tỏa sáng nơi đất mẹ. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày 24 tháng 9 năm 2024. Sân cỏ châu Âu đêm ngày hôm qua không còn nhiều trận đấu đáng chú ý. Còn ở Việt Nam cũng diễn ra một số trận đấu có sự góp mặt của Nam Định hay đội U20 Việt Nam. Hãy cùng cập nhật những thông tin cụ thể trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay. Rory nghỉ hết mùa giải. Theo nhiều nguồn tin từ Anh và châu Âu, tiền vệ Rory, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Manchester City, sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này với chấn thương gặp phải trong trận đấu gặp Arsenal tại ngoại hạng Anh. Cụ thể, cầu thủ của Tây Ban Nha đã bị rách dây chằng chéo trước ở đầu gối và điều này dẫn đến hệ quả vô cùng đáng tiếc với cá nhân anh cùng toàn đội chủ sân Etihad. Nguồn tin của ESPN cho hay cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ phải làm thêm các xét nghiệm và nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật ở Barcelona. Thưa quý vị, trận đấu với Arsenal mới chỉ là lần đầu tiên trong mùa giải này Rory được xuất phát ngay từ đầu ở ngoại hạng Anh và cũng có thể sẽ là lần cuối cùng trong mùa giải này. Ở mùa giải trước, Rory là nhân tố không thể thay thế cho đội hình của Pep Guardiola trong hành trình lần thứ tư liên tiếp chinh phục danh hiệu Premier League. Bên cạnh đó, sự có mặt của tiền vệ này còn giúp cho Manchester City tăng thêm tỷ lệ tránh một thất bại với 11%. Trong khi đó, con số này tăng lên 24% mỗi khi anh vắng mặt. Thông số này đã được cụ thể hóa trong 3 lần Rory vắng mặt ở mùa giải trước tại đấu trường ngoại hạng Anh. Đoàn quân của Pep Guardiola đã toàn thua, trong đó có thất bại trước chính Arsenal. Giờ đây Pep Guardiola sẽ phải tìm ra phương án thay thế Rory không chỉ một vài trận mà là cả một mùa giải. Xuân Xoan kiến tạo ngày ra mắt V-League. Ngày hôm qua, thép Xem Định đã đá trận muộn nhất vòng 2 V-League 2024-2025. Thưa quý vị, đây cũng là trận đấu mà tiền đạo Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên ra mắt với tư cách là cầu thủ nhập tịch trong áo của câu lạc bộ Thành Nam. Anh đã thi đấu cực kỳ nỗ lực và đóng góp vào thắng lợi của đội chủ nhà khi tiếp đón câu lạc bộ Quảng Nam. Tiền đạo gốc Brazil đã có pha giật gót vô cùng kỹ thuật để Henrio tung ra cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số cho Nam Định. Pha lập công của Henrio cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Đây là trận thứ hai liên tiếp Xuân Son tỏa sáng giúp Nam Định giành chiến thắng ở mùa giải năm nay. Ở trận đầu tiên ra sân cho Nam Định mùa này thì tiền đạo mới có quốc tịch Việt Nam ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Liên bang FC đến từ Hồng Kông, giúp đội có chiến thắng mở màn tại AFC Champions League. Với 3 điểm có được trước Quảng Nam, đương kim vô địch V-League tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Trước đó ở vòng 1 thì họ đã thất bại 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. U20 Việt Nam đại thắng tưng bừng ngày ra quân. Hôm qua thì U20 Việt Nam đã gặp U20 Bhutan tại vòng loại U20 châu Á, thưa quý vị. Trận đấu này diễn ra trên sân rộng Lạch Tray khi Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Trước đối thủ được đánh giá yếu như Bhutan thì U20 Việt Nam thực ra không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh được cho là chưa đủ ấn tượng. Ở hiệp 1 chúng ta có một bàn thắng. Phải sang tới hiệp 2, những thay đổi về mặt nhân sự mới giúp U20 Việt Nam chơi thanh thoát và hiệu quả hơn. Chúng ta đã có thêm những bàn thắng của Đăng Dương hay Công Phương, có đó ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0. Trong số các cầu thủ của U20 Việt Nam, Công Phương là người tỏa sáng rực rỡ nhất với cú đúp bàn thắng cùng với một kiến tạo. Chiến thắng này giúp U20 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại bảng A vòng loại U20 châu Á. Đội tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ vào tháng 10. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố các trận đấu của đội tuyển quốc gia trong đợt giao hữu tháng 10. Theo đó, đội tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ vào lúc 18 giờ ngày 19 tháng 10. Trước khi đấu Liban cũng vào khung giờ tương tự ngày 15 tháng 10. Xen giữa hai trận đấu này, Ấn Độ và Liban gặp nhau lúc 18 giờ ngày 12 tháng 10. Toàn bộ các trận đấu kể trên được tổ chức ở sân rộng Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Các trận giao hữu với Ấn Độ và Liban sẽ có ý nghĩa quan trọng với thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA. Lý do bởi đây chính là hai đội bóng ở châu Á xếp gần nhất những chiến binh sao vàng trên bảng xếp hạng. Liban hiện xếp hạng 114, hơn đội tuyển Việt Nam 2 bậc. Trong khi đó Ấn Độ kém thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik 10 bậc với vị trí thứ 126. Với điểm số không chênh lệch nhau quá nhiều, thứ hạng của ba đội tuyển đều có sự thay đổi sau các trận giao hữu trong tháng 10 tới. Trước đó ở loạt FIFA Day tháng 9, tuyển Việt Nam thua cả hai trận trước Nga và Thái Lan. Văn Lâm ăn mừng bàn thắng của cuộc đời. Thủ thành Đặng Văn Lâm vừa khép lại hành trình 6 năm hẹn hò rất kín tiếng với bạn gái Yến Xuân bằng một đám cưới được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa hồi tháng 7 vừa qua. Mới đây, gia đình thủ thành đội tuyển Việt Nam lại đón tin vui khi thông báo sắp có thành viên mới. Trong bài đăng trên trang cá nhân, thủ môn Đặng Văn Lâm đã báo tin bà xã đã mang bầu với một đoạn video cực kỳ vui nhộn và đáng yêu. Ở bữa tiệc gia đình này, Văn Lâm và Yến Xuân đã chọn trò chơi bắn pháo giấy. Nếu số giấy là màu xanh tượng trưng cho con trai, còn màu hồng sẽ là con gái. Điều thú vị là sau khi những quả pháo giấy được bắn ra, số giấy hiển thị hoàn toàn là màu xanh. Đây là báo hiệu cho thấy vợ chồng Đặng Văn Lâm đã có một tin vui cực kỳ tuyệt vời.
bạn bè và đồng nghiệp Đặng Văn Lâm cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi sau khoảnh khắc đặc biệt này. Erling Haaland thoát án phạt vì hành động khiêu khích. Trận đại chiến giữa Manchester City và Arsenal diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính đến tận những giây cuối cùng. Đáng chú ý, sau khi Joe Stone ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối, Erling Haaland đã được nhìn thấy nhặt bóng lên, ném thẳng vào đầu của trung vệ Gabriel. Cầu thủ người Brazil không thể biết chuyện gì xảy ra vì khi đó anh đang che áo trước mặt. Không có hành động nào của các trọng tài được thực hiện vào thời điểm đó. Pha bóng này khiến cho chân sút người Na Uy đối mặt với nhiều chỉ trích. Anh bị cho là chơi không fair play và cần có một án phạt thích đáng. Tuy nhiên, tờ Daily Mail mới đây xác nhận ban tổ chức Premier League đã xem xét VAR tình huống nêu trên và cho rằng không cần phải bổ sung bất cứ hành động phạt nào. Điều này đồng nghĩa với việc Erling Haaland không bị điều tra hành động ném bóng vào đầu của Gabriel. Ban tổ chức Premier League tiết lộ rằng Haaland sẽ thoát khỏi mọi hình phạt cùng với toàn bộ cao thủ Manchester City. Vì vậy, tất cả các sự cố gây tranh cãi chỉ được VAR xem xét khi trận đấu đang diễn ra. Cũng như trận đấu nêu trên thì Erling Haaland đã có màn tranh cãi nảy nở với cao thủ Arsenal vào phút cuối. Trong đó thì anh đã có hành động với tài năng trẻ đó là Nevis Kelly của pháo thủ. May là thằng nào? Câu hỏi trên, vụ việc trên cũng tạo ra nhiều tranh cãi, cho rằng hành động của ngôi sao Manchester City đáng bị chỉ trích. Trent Alexander-Arnold cam kết tương lai. Ở chiến thắng trước Bournemouth mới đây của Liverpool, Trent Alexander-Arnold đã có một đường kiến tạo cho Luis Diaz ghi bàn. Sau 6 trận trên bộ đấu trường từ đầu mùa, cầu thủ CM98 đã có 2 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Dù Alexander-Arnold sở hữu phong độ ấn tượng, nhưng cổ động viên của The Kop vẫn có chút quan ngại với hậu vệ người Anh. Đó là bởi những tin đồn xung quanh việc khả năng anh có thể gia nhập Real Madrid trong tương lai. Trước sự lo lắng của người hâm mộ, Alexander-Arnold đã lên tiếng trấn an. Hậu vệ mang chiếc áo số 66 khẳng định mình đang tập trung hoàn toàn cho Liverpool, ít nhất là cho tới hết mùa giải này. Tính tới lúc này thì tôi vẫn đang tập trung hoàn toàn cho những trận đấu trước mắt của mùa giải. Thứ tôi quan tâm là liệu mình có thể ghi bao nhiêu bàn, có bao nhiêu kiến tạo và giữ sạch lưới bao nhiêu trận. Tôi đã gắn bó với Liverpool suốt 20 năm. Trong quãng thời gian đó có tới 4 đến 5 lần gì đó thì tôi gia hạn hợp đồng với đội bóng. Tất cả những lần gia hạn, mọi thông tin đều không được công khai. Và lần gia hạn tới thì cũng sẽ như vậy thôi. Ít nhất là tới cuối mùa giải hôm nay, tôi vẫn sẽ là một cầu thủ của Liverpool. Đó là những gì tôi có thể chia sẻ vào lúc này. Hợp đồng hiện tại giữa Trent Alexander-Arnold và Liverpool còn hiệu lực từ tháng 6 năm 2025. Đội chủ sân Anfield đang gấp rút đàm phán với Arnold, bởi sau 3 tháng nữa, cầu thủ này có quyền liên hệ với bất kỳ đội bóng nào khác. Barca được cấp phép mua thủ môn Ter Stegen. Trong chiến thắng mới đây của Barca trước Villarreal, thủ môn Ter Stegen đã dính chấn thương nghiêm trọng. Thủ thành người Đức bị chẩn đoán ban đầu là đứt gân bánh chè đầu gối và nguy cơ phải ngồi ngoài tối đa 8 tháng. Hiện Barca còn hai lựa chọn ở vị trí thủ môn, đó là trường hợp của Iñaki Peña, cùng với đó là Astraga. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã kết thúc và giờ nếu như Barca muốn mua thủ môn để chữa cháy, đội bóng này sẽ phải ký hợp đồng với những cầu thủ tự do. Tuy vậy, chủ tịch của La Liga là Javier Tebas lại nghĩ khác. Ông bất ngờ chia sẻ rằng Barca được phép mang về bất cứ cầu thủ nào, không riêng gì thủ môn. Họ có thể ký hợp đồng với bất cứ ai, kể cả có phải thủ môn hay không. Quy định của giải đấu cho phép đội bóng ký hợp đồng với một cầu thủ dựa theo thời gian chấn thương của một vị trí khác. Người hâm mộ La Liga khá bất ngờ trước phát biểu của Tebas, bởi lẽ người đứng đầu La Liga từng không ít lần đưa ra những quan điểm có phần nặng nề với Barca. Tuy vậy, tại diễn đàn Forum Europa, ông lại đưa ra những tiết lộ đầy tích cực về tình hình tài chính của đội bóng xứ Catalan. Tình hình tài chính của Barcelona đã bị làm quá lên một cách thiếu chính xác. Giờ đây nền tảng kinh tế của họ đã tốt hơn nhiều so với 2 năm trước và trong 2 năm tới thì mọi thứ sẽ còn cải thiện hơn nữa. Những quy định về tài chính của La Liga sẽ được áp dụng cho mọi đội bóng, cho dù đó là Barcelona hay Racing Santander đều phải tuân theo. Sẽ có vài điều khó hiểu, nhưng quy định luôn là thứ phải áp dụng cho tất cả các đội. Dù vậy, có lẽ trước mắt Barcelona tạm thời sẽ phải tin dùng những thủ môn hiện có trước khi nghĩ đến phương án cụ thể trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay của TVS Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của ekip Tuyển Văn Hóa.